Hai năm đã trôi qua kể từ lần cuối người hâm mộ được nhìn thấy Billy Butcher và các đồng đảng của anh ta. Nhưng fan hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu vì The Boys mùa 4 sắp sửa mang sự điên loạn quay trở lại. Sau mùa thứ 3, loạt phim đã ra mắt một phần ngoại truyện hấp dẫn không kém mang tên Gen V. Với câu chuyện dẫn đến The Boys mùa 4, với những gì đã xảy ra ở cuối season 3 và nhóm của Mary đã bị giam giữ ở tập cuối của Gen V, diễn biến tiếp theo rất đáng mong chờ. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles, hãy cùng chúng mình phân tích và dự đoán những gì sẽ xảy ra ở trong phần tiếp theo của The Boys. Cái chết của Billy Butcher. Trailer mở đầu với cảnh Billy Butcher bước vào căn phòng ngập nắng nơi các thành viên nhóm The Boys đang chờ và ngạc nhiên chưa lên tiếng thừa nhận sai lầm trước đây của mình. Một Billy nhẹ nhàng chịu nhận lỗi, trái ngược với một Billy cứng đầu khó ưa ba mùa trước, càng củng cố giả thuyết về cái chết của Billy mùa 4, nhất là sau khi tập cuối mùa 3 tiết lộ anh chỉ còn khoảng 18 tháng để sống. Đây là hậu quả của việc gã đồ tể sử dụng hợp chất V để có sức mạnh siêu nhân tạm thời. Chẳng biết Billy sẽ chết thật hay không, nhưng quan trọng là anh ta nghĩ rằng anh ta sắp chết và muốn dùng quỹ thời gian ít ỏi còn lại để sửa chữa những sai lầm. Hóa ra, khi chẳng còn gì để mất, ví dụ như còn có vài tháng để sống, con của Becca lại chọn đi theo cha ruột là Homelander. Đồng đội The Boys cũng quá chán ngán với sự dối trá của Billy, chứng minh gã đồ tể này cũng yếu đuối như ai khác. Kẻ đang hấp hối muốn chuộc lỗi, nhưng chuộc thế nào thì phải chờ hồi sau mới rõ. Lựa chọn của Ryan Butcher. Nếu đoán không nhầm thì một trong những điều mà gã đồ tể Billy muốn sửa chữa chính là đứa con trai Ryan Butcher. Flashback về mùa trước, Ryan cuối cùng chọn đi theo cha đẻ là Homelander thay vì ở lại với Billy. Sự lựa chọn này khá dễ hiểu nếu ta thử đặt bản thân mình vào vị trí của Ryan, một đứa trẻ mất mẹ và đang rất cần sự an ủi bao bọc từ người cha, lại bị chính người cha này giùm dẫy, kết tội mình là người hại mẹ. Tất nhiên, Ryan sẽ chọn Homelander, kẻ hứa sẽ luôn yêu thương ủng hộ mình trong lúc mà cậu đang chơi với cần chỗ dựa nhất. Vấn đề nằm ở chỗ, ai cũng biết người nhà đất bản chất ra sao. Giao Ryan cho gã thì khả năng cao chúng ta lại có thêm một Homelander 2.0. Thế giới này có một Homelander đã quá đủ, Billy không nhanh tay giành lại Ryan, thì có lẽ bộ đôi hủy diệt mới sắp ra đời. Phân cảnh Ryan lỡ tay đẩy bay một người đàn ông bình thường, phía sau là cái bóng mờ của Homelander, chứng tỏ cậu bé đang được cha đẻ đào tạo trở thành một kẻ nối nghiệp. Sau chiến tích này, Homelander còn thưởng cho con trai một ly kèm sữa béo ngậy, tuyệt chiêu dạy con hết sức tâm lý, khuyến khích lần sau phát huy nhé. Tuy nhiên, Ryan chưa hẳn là hết cứu vì trong trailer, khuôn mặt cậu bé rất hoảng hốt khi thấy cảnh người đàn ông bị đập vào tường bẹp dí. Chúng ta vẫn có thể hy vọng trong lúc cậu bé này còn chút lòng trắc ẩn, Billy Butcher ra tay kịp thời, ngăn cậu đi vào vết xe đổ của cha ruột. Trailer mùa 4 đồng thời giới thiệu đến người xem hai nhân vật mới là Firecracker và Sister Sake, vốn không có trong bộ truyện comic gốc. Trong khi Firecracker có vẻ hướng ngoại, hoạt náo đúng như cái tên pháo nổ của cô nàng, thì Sister Sake lại thuộc một tuýp hướng nội, hành tung bí ẩn, thường xuyên đeo kính đen và lùi về phía sau mọi khung hình. Phục trang của hai cô nàng cũng thể hiện cá tính của mỗi người. Firecracker mặc trang phục xanh đỏ rực rỡ, đeo băng đạn quanh người, còn Sister Sake kín đáo trong một bộ đồ màu nâu trầm. Từ đây, người xem cũng đoán được siêu năng lực của mỗi cô nàng là gì. Firecracker thì thiên về đánh đấm, còn Sister Sake chủ yếu dùng trí tuệ và có khả năng ngoại cảm. Trong khi Sister Sake im lặng trong mọi phân cảnh trailer, Firecracker xuất hiện trên sóng truyền hình tuyên bố mở màn chiến dịch truy lùng Starlight. Bộ đôi này có vẻ là sự bổ sung hoàn hảo cho The Seven và kế hoạch nổi loạn của Homelander. Homelander nổi loạn. Với một kẻ mang tư tưởng đất nước mình đang bị lũng đoạn đến mức hết cứu, thì chuyện nổi loạn là điều không sớm thì muộn, nhất là khi kẻ đó nắm trong tay quyền năng của thánh thần hoặc nghĩ mình mang quyền năng của thánh thần. Vought muốn The Seven ngưng đóng vai thần tượng giới trẻ, thay vào đó trở thành những vị thần nổi giận. Nói được là làm được, trailer chuyển ngay đến cảnh The Deep dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu một nhân vật bí ẩn, rồi cảnh Cameron Coleman bị bịt mồm, đến cảnh Firecracker giơ chân đạp cái gì chưa biết, nhưng hy vọng không phải là cái đầu của Cameron. Sức bạo lực của The Seven trước kia được tem tém lại để giữ hình ảnh trước công chúng, nay được người nhà đất bật đèn xanh chắc chắn sẽ bung lụa, hứa hẹn đem đến cho người xem nhiều khung hình đẫm máu hơn, dù phim này vốn không thiếu cảnh gây sốc. Một đất nước hết cứu. Nước Mỹ hết cứu rồi, đấy là cái cớ để người hùng nước Mỹ Homelander cùng The Seven nổi loạn. Sự chia rẽ của nước Mỹ được thể hiện trong phân cảnh biểu tình hỗn loạn trước trụ sở tòa án New York. Người biểu tình đấm đá nhau túi bụi, bên vàng ủng hộ Starlight và bên xanh đỏ là fan cứng của Homelander, sẵn sàng lao vào nhau vì những quan điểm trái ngược. Thực ra đó không khác với nước Mỹ ngoài đời là mấy trong bối cảnh bầu cử tổng thống đang đến gần. À không, không rõ vô tình hay cố ý mà hình tượng phát ngôn của Homelander khá là giống cựu tổng thống Donald Trump, từ mái tóc bóng bẩy đến ý tưởng nước Mỹ đang bị lũng đoạn. Tất nhiên, Homelander điên rồ hơn rất nhiều, nhưng cả hai đều mang lý tưởng cứu rỗi nước Mỹ theo cách riêng của họ. Loại virus có thể hạ được các siêu anh hùng. Quay trở lại với Billy Butcher khi anh tuyên bố mình có thể hạ gục các siêu nhân bằng một thứ virus tìm được tại The Wood. Điều này được tiết lộ trong tập cuối phần 1 của Gen V, với phân cảnh Butcher bước vào phòng thí nghiệm dưới trường đại học Goderke, nơi nghiên cứu chế tạo thứ virus có khả năng lây lan, tiêu diệt các siêu anh hùng.
Ý tưởng này bị Starlight cho là điên rồ, bởi nếu virus giết được nhóm siêu anh hùng biến chất thì những siêu anh hùng vô tội còn lại cũng không thoát khỏi. Billy thì thứ nhất là sắp chết nên chẳng còn gì để mất. Thứ hai là từ trước đến nay vốn độc đoán và cứng đầu, nên dù phút trước mới nhận lỗi và cầu xin sự giúp đỡ từ các cộng sự The Boys, phút sau đã gạt phát ý kiến có phần hợp lý của Starlight. Ông lại, anh ta muốn đánh liều dùng virus để tiêu diệt Homelander, cứu con trai về, dù khả năng Ryan bị nhiễm virus là 99.99%, hay anh ta sẽ hy sinh tình cha con vì đại cục, đánh đổi cả mạng sống của Ryan. Dù sao đi nữa thì đúng như lời Starlight cảm thán, kế hoạch của anh vừa điên rồ, vừa tuyệt vọng. This is insane and desperate, even for you. Mục đích thật sự của Victoria Newman. Trailer đầu mùa 4 cho thấy rằng Victoria Newman đã thành công bước chân vào Nhà Trắng. Một người phụ nữ nguy hiểm, thích làm đầu kẻ khác phát nổ theo nghĩa đen, nay được nắm trong tay quyền lực của một phó tổng thống. Nếu như đã có dạ tâm thì thực sự quá nguy hiểm. Ta vốn biết Victoria là một kẻ khó lường, thông minh, tính toán, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Newman đồng thời đã chiếm đoạt được loại virus chết chóc đối với các siêu anh hùng từ tay Cardoso, sau đó biến đầu anh ta thành súp trong tập 7, phần 1 Gen V. Ý định của Victoria là gì? Dùng virus tiêu diệt hết các siêu anh hùng biến chất, đặc biệt là Homelander, hay cô ta sẽ hủy đi thứ vũ khí này nhằm bảo vệ con gái và chính bản thân mình? Con người như Newman có lẽ sẽ không để loại virus tối thượng bị phí phạm, nhất là khi người duy nhất có thể nhân bản virus là Cardoso bị chính mình thủ tiêu. Kế hoạch của Newman cụ thể ra sao? Và liệu có mâu thuẫn với kế hoạch của Billy Butcher, kẻ cũng có được virus? Hai bên liệu có cản đường nhau hay hợp tác với nhau? Những câu hỏi này thì phải đến mùa 4 khi trình chiếu mới được giải đáp. Sự trở lại của các nhân vật trong Gen V. Nếu vài nhân vật cộng cán của The Boys như là Billy Butcher, Victoria Newman từng xuất hiện trong series spin-off của Gen V, thì phần này sẽ có màn crossover thú vị từ các siêu anh hùng trẻ tuổi Gen V qua The Boys. Có vẻ như Kate và Sam sẽ chọn theo phe Homelander. Khi trailer có cảnh hai bạn trẻ này đứng cạnh thành viên nhóm của The Seven là A-Train, cũng hợp lý thôi, vì cuối series Gen V, Kate, người có thể điều khiển tâm trí kẻ khác bằng một cú chạm, và Sam, người sở hữu sức mạnh thể lực khủng khiếp, đã gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu tại trường đại học Godoki. Homelander sau đó nhúng tay vào thao túng truyền thông, biến Kate và Sam trở thành những vị anh hùng cứu rỗi Godoki. Vậy nên chả có lý do gì mà Kate và Sam lại không đi theo ủng hộ ân nhân của mình. Thậm chí có nhiều giả thuyết cho rằng Sam sẽ trở thành Black Noir mới vì những khả năng tương đồng và đâu đó là những vấn đề về thần kinh. Những anh hùng thực sự của Godoki là Mary và các bạn của cô, tuy không xuất hiện trong trailer nhưng cũng sẽ góp mặt trong The Boys mùa 4, và để cân bằng tương quan lực lượng thì không gì hợp lý hơn việc cho họ về đội The Boys của Billy Butcher. Rất đáng tiếc, Chance Pedro, nam diễn viên thủ vai Andre Anderson trong Gen V, vừa qua đời vì tai nạn mô tô vào tháng 3 năm 2024 ở tuổi 27. Các nhà sản xuất series đã thông báo khẳng định rằng không recast vai Andre, thay vào đó sẽ điều chỉnh nội dung phần 2 nhằm tưởng nhớ diễn viên điều mạnh này. Kết nối với Gen V. Với những màn crossover qua lại liên tục giữa The Voice và Gen V và mạch truyện đan xen lẫn nhau, thì người xem tốt nhất nên theo dõi cả hai series này mới bắt kịp dòng câu chuyện. The Boys mùa 4 xảy ra sau Gen V mùa 1, cái kết bỏ lửng của Gen V cũng nhằm tạo tiền đề xây dựng tiếp theo mạch truyện The Boys mùa mới. Trong tập cuối của phần 1 Gen V, Mary, cô gái có khả năng điều khiển máu, người nỗ lực cứu sống các bạn cùng trường trước sự tấn công của Kate và Sam, đã bị Homelander hạ gục. Mary sau đó tỉnh dậy trong một căn phòng bí ẩn, bên cạnh là các bạn của cô. Chưa rõ họ bị giam giữ bởi Homelander hay liệu họ may mắn được cựu điệp viên CIA là Grace Mallory cứu, vì bà nắm trong tay rất nhiều thông tin về các siêu anh hùng. Có thể bà sẽ giúp Mary như cách bà thường xuyên giúp Billy Butcher và The Boys. Chúng ta hãy cùng trông chờ câu trả lời vào mùa 4 của The Boys và sự đổ bộ của các nhân vật cứng cựa từ Gen V, hứa hẹn mang đến phần phim vốn đã kịch tính, nay lại còn kịch tính hơn. Một nhân tố mới xuất hiện trong trailer mùa 4 chính là nhân vật bí ẩn do Jagan Jeffrey Dean Morgan thủ vai. Tuy chưa rõ người đàn ông này là ai, cuộc hội thoại của ông với Butcher cho thấy nhân vật này không có thiện cảm mấy với giới siêu anh hùng. Cụ thể là ông ta muốn chiêu mộ Butcher để tiêu diệt các súp. Thật là đúng người đúng thời điểm khi bản thân Butcher đang hừng hực quyết tâm chống lại nhóm siêu anh hùng biến chất, đến mức sẵn sàng dùng cả loại virus hủy diệt dù thứ vũ khí này có thể làm hại con trai anh. Từ chiêu khích lệ kiểu cả thế giới cần anh cho người có cái tôi cao vút trời như là Butcher, chứng tỏ nhân vật mới này rất khôn ngoan và biết nắm bắt tâm lý người đối diện. Đã có thể phán đoán từ cách ăn mặc lịch sự, trang trọng rằng ông ta có thể làm việc cho chính phủ hoặc chí ít cũng phải là người có địa vị, tiền bạc và quyền lực. Nhưng chính xác là ai thì hồi sau mới rõ. Dù sao ta cũng nên tin tưởng vai diễn của Jeffrey Dean Morgan sẽ làm nên trò trống trong The Boys, bởi ông có kinh nghiệm kỳ cựu trong các lĩnh vực liên quan, lúc thì chiến đấu chống lại quỷ dữ và các thế lực siêu nhiên trong series Supernatural, đóng vai John Winchester, cha của Sam và Dean, khi thì đối đầu với dàn zombie khát máu trong The Walking Dead và Negan. Trailer còn cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về một vài dị nhân mới, độc, lạ. Ví dụ như cô bé với 4 chiếc vòi phóng ra từ miệng, nhìn như 4 xúc tu với những chiếc răng sắc nhọn. Cô bé trông rất giống con gái của Victoria Newman, và kể từ hồi bị mẹ tiêm hợp chất V ở phần 3 thì hiếm khi xuất hiện. Hay người phụ nữ dùng tay xé bỏ lớp da trên mặt, làm ta liên tưởng đến khả năng lột da của loài rắn. Chưa rõ họ sẽ xuất hiện với vai trò gì, đứng về phe nào, ảnh hưởng đến mạch phim ra sao, nhưng chắc chắn sẽ phải quan trọng thì mới có mặt trong trailer chứ. Càng đông càng vui.
Tóm lại thì trailer 14 vẫn rất đậm tinh thần của The Boys, máu me, bạo lực, kịch tính, đánh đấm, đối đầu, nảy lửa. Trailer cũng thành công trong việc khơi ra hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ để khán giả muốn có câu trả lời thì chỉ còn cách theo dõi series được phát sóng vào ngày 13 tháng 6 tới đây. Và đó là một số những thông tin giả thuyết và nhân vật mà chúng mình thu thập được về The Boys mùa 4. Bạn mong chờ gì về phần tiếp theo này? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, Tentacles xin chào và hẹn gặp lại.